Mợ đâu rồi? Alo? Mợ đâu? Không phải mua để ở đâu, phải mua để nào. Đất này xây một tầng là thoải mái. Tôi mới một gái đây. Về tôi hầm cho các bạn. Cái gì? Thôi thế để còn nó đi. Mà đông cảm là chị không ăn được. Bé không? Cho nước phun như nào? Mình.